Nguyễn Khôi xin kính chào Tái Ngộ, quý khán thính giả của Đài Truyền Hình. Và thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn. Xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin chào Tái Ngộ tất cả quý vị. Như thường lệ, Hoàng Tuấn xin cảm ơn quý vị đã gửi thư, đặc biệt là qua email, để gửi cho chúng tôi những tài liệu cũng như có những lời đóng góp ý kiến. Thì chúng tôi xin trả lời một vị, không biết là thường thường khi mà lên internet, lên email thì có một số quý vị đổi tên đấy, để chúng tôi theo cái tên của email là đây là một người nữ, thì chúng tôi hy vọng là đúng. Nói như thế này, tại sao Hoàng Tuấn và Nguyễn Khôi không nhìn vô cái cộng đồng nhỏ bé của chúng ta, là có nhiều chuyện nó không được yên ổn, mà mình lại đi nói những cái chuyện không hay ở bên Việt Nam. Thì cái có một câu như thế này: tại sao không thấy cái xà trong mắt mình mà lại đi nhìn thấy hạt bụi trong mắt của người khác? Thì thưa với chị, nếu đúng là chị thì cái sự so sánh này nó hơi khập khiễng, bởi vì chúng tôi nói về cái chuyện của một nhà cầm quyền thiếu trách nhiệm đối với dân và không có lo gì cho đất nước cả, thì không thể nào so sánh một cái cộng đồng nhỏ bé với một đất nước được, một nhà cầm quyền được. Và những người mà trong cộng đồng á toàn là những người đi làm việc thiện nguyện cả, và người ta không có bổn phận phải lo cho những người khác. Ủa, chứ ở Việt Nam thì mấy ông nhà cầm quyền có làm thiện nguyện không ấy? Cộng đồng không phải là một cái chính quyền. So sánh như vậy thì nó hơi khập khiễng. Cái thứ hai là cái xà và hạt bụi. Thưa quý vị, nếu mà chị nói rằng là hạt bụi trong mắt người, thì đó là theo suy nghĩ của chị thôi. Chứ còn chúng tôi và Hoàng Tuấn tin rằng Nguyễn Khôi cũng như nhiều người khác thì thấy rằng cái chuyện mà Trường Sa, Hoàng Sa nó mất không phải là hạt bụi. Thác Bản Dốc, rồi là Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm không phải là hạt bụi. Ngư dân của mình đi ra ngoài biển đánh cá bị Trung Quốc bắt, đánh đập. Và nếu quý vị có lên trên internet xem thấy cái cảnh ngư dân của mình đó mà phải lạy lính Trung Cộng đó, thì thưa chị, cái đó không phải là hạt bụi. Thì tùy theo suy nghĩ của mỗi người, đối với chị là hạt bụi, nhưng mà đối với chúng tôi thì cái đó không phải hạt bụi. Và xin cảm ơn ý kiến đóng góp của chị. Và thưa chị là đây là chương trình Đọc Báo Vẹn, cho nên chúng tôi làm một cái công việc mà chúng tôi nghĩ rằng cần làm. Còn chuyện cộng đồng thì có rất nhiều những người khác ở hải ngoại này thì về mình có tự do ngôn luận mà. Ai có cái quyền phát biểu ý kiến của mình, trình bày cái cảm nghĩ của mình trong những sinh hoạt cộng đồng, thì có rất nhiều báo chí và đài truyền hình truyền thanh họ làm cái công việc đó rồi. Chúng tôi chỉ mỗi tuần có nửa giờ thôi mà chỉ bắt chúng tôi làm chuyện cộng đồng thì giờ đâu chúng tôi làm, phải không ạ? Tội lắm. Tại vì giờ sao thì chúng tôi cũng xin cảm ơn ý kiến đóng góp của chị rất nhiều. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì thường thường chúng tôi có một bài báo gửi đến quý vị, nhưng bây giờ thì Hoàng Tuấn xin kể cho quý vị nghe cái chuyện trước rồi đã, bởi vì nó có liên quan tới cộng đồng, rồi liên quan tới nước Việt Nam hiện tại đó nha. Thì anh cũng nhớ là trong thời gian vừa qua Thái Lan biểu tình ha, thì tình hình của Thái Lan không được yên ổn, thì Việt Nam nhìn sang Thái Lan thì có vẻ hơi hài lòng bởi vì đó, thấy chưa, nó cứ đòi là tự do dân chủ, tự do ngôn luận nó mới loạn như thế, chứ như Việt Nam này thì là yên ổn. Thế thì cán bộ mới tổ chức một buổi học tập chính trị, học cho dân học tập biết rằng là bây giờ có nhiều cái thế lực thù địch nước ngoài, nhiều thế lực phản động cứ cổ suý cái việc mà diễn biến hòa bình, đòi là phải đa nguyên đa đảng, làm cho đất nước nó xáo trộn đi, cho nên là chúng ta phải giữ lập đất nước chúng ta bình yên, một đảng thôi. Mà phải nhớ là cái ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói là bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Thì sau khi mà tuyên truyền tất cả các thứ rồi thì mới hỏi ý kiến một bác. Bây giờ phóng viên tới để mà lấy tin tức, nói bây giờ xin bác cho ý kiến là bác nghĩ như thế nào về cái chuyện mà người ta nói phải có nhiều đảng. Ông già ông nói wow, tôi là dứt khoát, tôi không chịu rồi. Cái vụ mà có 2-3 đảng là tôi không chịu, phải một đảng thôi. Sao bác? Tức là phóng viên nghe rất là thích đó. Nói rất đúng bài bản sách vở, phải không? Bác nghĩ như thế nào mà phải có một đảng thôi mà bác không muốn nhiều đảng? Trời ơi, nhiều đảng. Có một đảng thôi đây nè, mà nó hành dân khổ còn muốn chết đây, mà chú còn biết nhiều đảng nữa thôi, tụi tôi cũng nước thắt cổ tự tử chết. Đảng thôi mà. Có một đảng thôi mà dân tộc đã điêu đứng dân khổ như vậy nè. Thêm đảng nữa chắc chết thêm luôn. Thêm đảng nữa chắc tụi tôi phải thắt cổ tự tử chết luôn. Mời Nguyễn Khôi. Vâng, chúng tôi có bài báo của VN Express: Con học giỏi, cha mẹ đầm lo. Thường thường thì chắc là anh Hoàng Tuấn thì con cái thì anh biết là nếu mà con anh nó học giỏi thì anh mừng, không ạ? Mà mọi người đều như vậy cả. Cái này thì thưa quý vị, nói thì cái ngôn ngữ thời thượng của báo chí trong nước bây giờ là cái này là tin lạ. Chuyện lạ. Nghe đứa con lớp 4 háo hức khoe, năm nay con đạt loại giỏi,
cả lớp 46 bạn, bạn nào cũng giỏi. Và đòi thưởng món gà rán. Vợ chồng chị Hưng nhìn nhau gượng cười cho con vui. Thực ra kết quả này chị đã đoán trước. Cha mẹ nào mà vui được khi cả lớp con, gần 50 học sinh đều đạt loại giỏi. Hơn nữa lớp cháu đâu phải là lớp chọn. Có lần cháu còn kể cho tôi nghe, cô giáo thấy cháu làm bài kiểm tra không được nên đưa bài của bạn khác cho chép. Như vậy thì giỏi cả lớp là phải rồi thưa quý vị. Cái này là cái bệnh thành tích. Dạ vâng, cái bệnh thành tích. Và trong nước thì thi đua mà, cho nên là không thầy cô nào dám để cho học sinh của mình dở cả. Tại vì nếu mà các em mà bị thiếu điểm đó thì ảnh hưởng đến chính cái cô giáo thầy giáo đó. Và cả nước đi theo cái kiểu này, làm bài theo kiểu này, học hành theo cái kiểu này thì trình độ của các em nó như thế nào và cái ý niệm của các em về vấn đề thi cử nó như thế nào thưa quý vị. Bài báo thì Hoàng Tuấn biết là cũng khá dài, với Hoàng Tuấn cũng có xem qua, nhưng mà đó là cái điểm chính mà anh Nguyên Khôi muốn thưa với quý vị đó. Cả lớp mấy chục em nào cũng giỏi cả. Như thế thì làm gì có sự ganh đua hả? Và thưa quý vị, cái điểm quan trọng nhất là mấy em đó đầu óc nó không phát triển được. Tại vì tất cả chỉ là con vẹt học thuộc lòng thôi. Chẳng hạn như một cái đoạn sau, một trường hợp khác là hỏi con thì anh Dũng mới biết cô giáo dặn về nhà học kỹ từng chữ trong phần ghi nhớ và phần cô tóm tắt trong vở để lên lớp trả bài. Đó cũng là nội dung thi và nếu không sai chữ nào sẽ được điểm tuyệt đối. Ngày xưa mình đi học thưa quý vị, chẳng hạn như mình học một cái tháng đó hay một cái tăng quán nguyệt đó bị gọi là quý đó, thì gồm có 10 bài khác nhau. Thì mình phải học tất cả 10 bài vì không biết thầy cô sẽ ra cái đề tài chọn, đề thi đó chọn trong bài nào. Còn bây giờ thì thưa quý vị, học rất là dễ thôi. Thầy cô đã chỉ cho, đã mách trước cái đề thi rồi, về cứ học như vậy nha, là trả lời là đúng thôi. Tại vì cái đề thi đã được báo cho các em trước rồi. Anh có nhớ cái bản danh dự không anh? Trước năm 75 đi học đó, thì hồi thành tích biểu là có bản danh dự. Tức có bản danh dự tức là ví dụ trong lớp á, chọn là tháng đó là có 5 em, thì được hạng nhất tới hạng 5 thì được kêu lên trên trước lớp phát bản danh dự. Đó thì Hoàng Tuấn hồi nhỏ đó khi mà được cái bản danh dự nào thì để dành. Mừng lắm phải không? Mừng lắm và lấy cái bấm giấy đó bấm lại để dành. Để dành để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, như vậy thì mấy em khác đó nó mới ráng nó học. Hôm nay lớp 46 em. 46 em đã 46 cứ giỏi cả, học sinh giỏi cả. Bài viết rất là dài thưa quý vị, mấy trang mà rất tiếc là chúng tôi không có thời gian nên chúng tôi chuyển qua một cái bài báo khác với anh Hoàng Tuấn. Thưa quý vị, bài báo này khá là hấp dẫn. Đu dây vượt sông là nguy hiểm nhưng tỉnh thiếu kinh phí làm cầu. Trong những ngày vừa qua thì báo chí ở trong nước đăng tin là các em học sinh đi học đi qua sông đó là phải làm giống như làm xiếc đu dây qua chứ không có cầu. Thì sáng 26 tháng 5 trao đổi với báo VnExpress.net, bí thư tỉnh ủy Kon Tum là Y Veng kêu gọi sự giúp đỡ của bà con trong và ngoài nước để xây những cây cầu bắc qua sông Poco giúp người dân không phải đu dây. Thưa quý vị, trong khi đó cái đất nước á là Đảng Cộng sản cầm quyền quản lý lãnh đạo, mà bây giờ thì không có cầu thì kêu gọi là bà con trong và ngoài nước để mà đóng góp để xây cầu. Tự nhiên cái người này ta kêu gọi thì người ta cũng thật lòng thôi, vì ta thiếu thốn mà. Nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng là cái trách nhiệm của chính phủ không có. Mà là càng ngày người ta càng khám phá ra là vùng cao nguyên trung phần của Việt Nam á, càng rất là nhiều tài nguyên. Thế nên không có một lý do nào để nói ra không có tiền để mà xây cầu cho các em. Người ta phỏng vấn như thế này nè, là bí thư tỉnh ủy cũng là đại biểu quốc hội, bà có nghe người dân phản ánh việc khó khăn trong việc đi lại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người dân hai bên bờ sông Poco. Thì bà nói là chúng tôi biết con em đang đi học ở bên kia sông qua cơn bão lớn là cơn bão Kesana hồi tháng 9 năm 2009, còn gọi là bão số 9, làm phá hỏng nhiều cầu treo. Người dân đã nghĩ ra cách dùng cáp treo để qua sông Poco. Tất nhiên việc này là hết sức nguy hiểm, nhưng lúc bấy giờ qua mấy ngày mưa bão, người dân bắt buộc phải nghĩ ra cách khắc phục để tiếp tục cuộc sống. Thì người ta mới hỏi rằng thưa bà, tại sao đến nay đã 8 tháng rồi sau cơn bão, nhưng hàng nghìn người dân trong đó rất nhiều học sinh vẫn phải mạo hiểm với cả tính mạng để mà đi qua sông như vậy. Thì bà nói là như thế này, thì cái thiệt hại của cơn bão gây ra khoảng 4.000 tỷ đồng. Chưa đầy một tháng sau bão, chúng tôi có tổng hợp nhanh, báo cáo trực tiếp với Thủ tướng. Nhớ nha, báo cáo với Thủ tướng đó nha. Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh Kon Tum và từng bước lập dự án để triển khai khắc phục hậu quả của cơn bão. Từng bước mà cho tới bây giờ thì không biết là được bước nào chưa. Và tuy nhiên cho đến giờ này thì chưa thể khắc phục được vì Kon Tum là tỉnh nghèo. Cái tỉnh nghèo nhưng mà cả nước mà với cơn bão nặng như thế để khắc phục một cách tương đối thì phải cần 5 đến 10 năm sau. Chúng tôi đã chỉ đạo làm các dự án xin vốn chính phủ và trung ương để có thể đầu tư là một số cầu cống ở những nơi bị thiệt hại do bão. Với những nơi không xây dựng được
thì là một cầu treo để bà con qua lại, nhưng hiện thì chưa có kinh phí để triển khai. Hiện giờ thì chưa có gì. Mà báo với Thủ tướng rồi. Yeah. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì xôn xao cái chuyện là làm đường cao tốc, cái chuyến tàu cao tốc đó. Và đã có nhiều người phản đối vì cái chuyện đó, cái chuyện nó không hoang cần thiết. Tiền bạc phải đó. Thì thưa quý vị, khi mà hỏi ý kiến của bí thư tỉnh ủy của Kon Tum nói như vậy đó, thì bây giờ đây nè, người ta hỏi nè, trước những khó khăn của hàng nghìn người dân hai bên bờ sông Poco, là bí thư tỉnh ủy bà sẽ làm gì? Thì bà trả lời là trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thế, tôi mong rằng chính quyền các cấp có sự quan tâm hơn nữa. Lâu nay bà con đã có cách khắc phục, nhưng sắp tới nhà nước cần có sự hỗ trợ. 8 tháng rồi mà vẫn đợi sắp không, tới. Không, mà người ta hỏi là bà làm gì? Thì đó, thì bà chỉ nói chứ người ta đâu có hỏi là bà mong gì. Thì bà chỉ bà ước gì. Bà chỉ mong thôi, bà chỉ mong, chỉ ước thôi. Thì có lẽ là bà là bà hiểu cái tiếng Việt không có rõ lắm. Rồi khi mà ý kiến của những người mà đọc báo thì nói như thế này, nước ta có biết bao nhiêu chuyện cần làm tương tự như vậy, sao không làm, là tính đến chuyện bỏ ra hơn 50 tỷ đô la để làm tàu điện cao tốc. Chưa ăn no mà đòi mặt đẹp. Rất là thực tế. Giờ có người thì bảo rằng là không thể hiểu nổi, không biết trên khắp đất nước Việt Nam còn có bao nhiêu tình trạng như vậy nữa, là Kon Tum đang là một tỉnh nghèo bị thiệt hại như vậy mà chính quyền không có giúp dân tái thiết, mà bây giờ tính bỏ ra là 56 tỷ đô la để xây tàu cao tốc, là cái chuyện nó không có thực tế chút nào cả. Một trong những cái điều mà người cộng sản thường nói đó là phát triển đồng bộ trên toàn đất nước, tức là không phân biệt giàu nghèo các tỉnh, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ để cho bí thư tỉnh ủy còn phải than, sở dĩ không làm được là vì tỉnh Kon Tum nghèo, thì không biết là cái chuyện hai cái chữ đồng bộ đó nó ở đâu. Mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ nói thêm một vài chi tiết về vấn đề này nữa. Bây giờ thì xin tạm ngưng phần 1 và xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹm tuần này. Và nói đến cái chuyện xây cất thì chúng tôi có một bài báo khác của báo Người Cao Tuổi. Nghịch lý trong lãnh đạo và quản lý ở Sơn La. Cuối tháng 10, 2009, báo Người Cao Tuổi đã đăng bài Từ cái vỉa hè này, nói cách làm trái pháp luật. Nói về việc Hội đồng Nhân dân thị xã, nay là thành phố Sơn La, quyết định buộc cán bộ nhân dân đóng góp tự nguyện, những chiếc đóng góp tự nguyện khoảng 5 tỷ đồng để xây dựng hai bên vỉa hè dài khoảng 20 cây số trên 4 tuyến đường chính để chào mừng thị xã trở thành thành phố tháng 10 2008. Song đã bị nhân dân phản ứng vì việc xây dựng lại vỉa hè là của ngành xây dựng, ngân sách nhà nước phải lo. Dạ vâng. Nhà nước thì bao giờ nói nhà nước no, mà nhà nước bây giờ không chịu no. Những cái chữ này cho đến bây giờ sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cái chữ mà đóng góp tự nguyện, mà trong khi đó lại buộc cán bộ và nhân dân đóng góp tự nguyện. Ngày xưa những cái chuyện mà đi kêu là thi hành nghĩa vụ tự nguyện, thi hành nghĩa vụ tự, cái gì cũng tự nguyện, đóng thuế cái gì cũng tự nguyện, hiến dâng tài sản cho đất nước, bao nhiêu cơ sở tôn giáo đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chiếm đoạt, mà họ cũng đều nói là tất cả những cơ sở tôn giáo đó đều là tự nguyện dâng hiến cho nhà nước. Thì anh thấy người ta bảo là trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Uh-huh. Trúng cái gì? Trúng không được chứ trúng cái gì? Rồi anh còn... Cái bài báo này thì nó dài. Đại khái là phần sau thì bà báo cũng nhắc lại cái chuyện mà tại sao ở trên đã chỉ thị xuống là cái nghị định đó là hoàn toàn sai trái, phải bỏ đi. Mà rồi tỉnh cứ nhất định phải làm. Và tỉnh còn ra một cái thông báo là hoan nghênh Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Sơn La, các tổ chức đảng liên quan đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương xã hội hóa, trong đó có cuộc vận động các tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp, họ mở ngoặc ngoài cái đó, xây dựng hè, rãnh phố, nâng cao thị xã lên thành phố. Anh phải thông cảm là như thế này, bởi vì như trường hợp của tỉnh Kon Tum đó, thì là tỉnh không có tiền. Rồi. Nên như là cái mong ước kêu gọi và báo cáo trực tiếp lên thủ tướng, mà đến nỗi không có cái cầu để đi qua sông phải đu dây, cho nên cái tỉnh này cũng nghĩ sao mình mà có báo cáo lên cấp trên thì cũng như tỉnh Kon Tum thôi. Và trong này là nói gì, khen ngợi bí thư những người trong ban đảng và thành phố và ủy ban nhân dân đó, đã vận động xã hội hóa và kêu người ta tự nguyện, buộc tự nguyện đóng tiền. Chúng tôi đề nghị đổi tên cái tỉnh này thành không gì? Phải Sơn La mà Sơn Lừa. Vậy la với lừa nó cũng giống nhau, thế báo người ta tự nguyện mà buộc, cái chuyện nó rất là lạ, phải không? Việt Nam giờ có nhiều cái lạ lắm. Nên bây giờ phản đối nước lạ, khai thông mạng di động tại Trường Sa,
Thì không phản đối Trung Quốc nó rõ ràng, nhưng mà chúng tôi bị quen cái tật đó anh. Thấy chữ Trung Quốc tự nhiên nó giống như cái từ điển nó dịch qua. Phản ứng trước việc Trung Quốc chính thức khai thông mạng di động ở đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao viết ai đây nha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tức là chúng ta cứ việc khẳng định, chúng ta cứ nói, còn là nó muốn làm gì thì nó làm. Chúng tôi khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Câu này nó quen rồi nè. Nhưng mà ngày xưa ông Nguyễn Văn Linh thời ông còn sống, ông là NVL phải không? Ông nói và làm. Cái này bây giờ chỉ có nói không có làm gì cả. Không có làm gì cả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra. Chúng tôi cho rằng trong khi các tranh chấp chưa được giải quyết thì các bên liên quan không nên có các hành động phức tạp, làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, bà Nga nói như vậy. Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không thể tranh cãi được. Không thể tranh cãi được. Nhưng mà chúng tôi đã thưa với quý vị rồi, Trung Quốc nó không có cãi. Này, bây giờ nó cứ mở mạng di động ở đá chữ thập. Mấy mốt này lớn một tí nữa thì mình cứ Việt Nam là cứ không thể tranh cãi được, không thể tranh cãi được. Cũng mấy mốt rồi không biết còn đứng ở chỗ nào để nói nữa. Đầu tháng trước thì Trung Quốc có động thái bắt đầu điều tàu ngư chính xuống khu vực và tăng cường tuần tra. Việt Nam cũng tuyên bố phản đối việc yêu cầu chấm dứt hành động này. Nhưng mà không cho biết rằng là qua cái sự phản đối đó, qua yêu cầu đó thì mọi việc nó như thế nào. Và mình phải có một cái hành động cụ thể. Nếu mà mình đã xác nhận là đảo đó, đất đó thuộc chủ quyền của mình thì mình cho binh lính của mình là canh giữ, phải không ạ? Cho hải quân của mình ra để bảo vệ ngư dân đánh cá vùng đó. Mà ít ra không dám làm chuyện đó đó thì cũng phải có cái sự hiện diện như thế nào đó ở trong cái vùng đó. Chứ còn bây giờ mình nói không còn kia nó có trả không ai? Nhưng mà anh cứ lo cái bài báo của anh một tí xíu nữa. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Bởi vì tôi có cái ông tướng của hải quân, trung tướng. Ông sẽ trả lời vấn đề một cách rất là rõ ràng. Dạ. Hãy đợi đấy. Bình thường thì anh Hoàng Tuấn anh chơi với Nguyên Khôi mà hôm nay thì anh chơi với tướng. Dạ, hoàn toàn quý vị. Từ đủ 14 tuổi phải làm chứng minh nhân dân. Đây là cái phần giải đáp thắc mắc về luật pháp của báo Người Lao Động. Hỏi, theo luật pháp Việt Nam thì mọi công dân Việt Nam đến tuổi nào thì phải làm chứng minh nhân dân? Chứng minh nhân dân có thời hạn hay không? Bao lâu thì phải làm lại? Người hỏi là Xuân Quang ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Người trả lời, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi trả lời như sau. Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định. Tức là giống như thẻ căn cước đó, thì chứng minh nhân dân đó, thì trong đó thì cái giấy tờ do công an nhân dân, công an họ cấp, phải không ạ? Họ chứng minh trong đó anh thí dụ như là anh Hoàng Tuấn, tóc đen, mắt hai mí, thí dụ như vậy, có cái nốt, có xin lỗi, không phải mắt hai mí mà mắt màu gì đó, những cái đặc điểm nhân dạng thì bình thường thôi, có cái nốt ruồi đặc biệt ở bên tay trái bên phải chứ gì đó. Thế nào nó là có cái nụ cười như thế này thế kia được. Vâng, thì đó là cái chuyện bình thường ở như hầu như rất nhiều quốc gia trên thế giới đều làm để xác định cái mỗi cá nhân đều có khác nhau, cái nhân dạng khác nhau và mỗi con người đều có cái lý lịch khác nhau. Nhưng mà cái phần trả lời tiếp theo nó như thế này là theo nghị định của chính phủ số 5/1999/ND/CP ngày 3/22/1999 thì chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan công an để đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân theo quy định của nghị định này. Thưa quý vị, đa số các nước mà người ta làm thẻ căn cước như thế này đó thì người ta đều cấp cho những công dân của mình là từ 18 tuổi trở lên. Tại vì lúc đó thứ nhất á là về cái tuổi tác á nó đủ cái trí khôn, đủ cái sáng suốt và gọi là cái tuổi thành niên. Và thứ hai là cái khuôn mặt, cái nhân dạng của mình nó tương đối là định vị rồi, nó định hình rồi. Chứ có mấy cái 14 tuổi. Không phải có lớp 7, lớp 8 à. 15 năm sau nó 20 và 15 năm sau 29 tuổi làm sao người ta có thể coi cái hình này mà không biết là cái người này có phải là 15 năm trước hay không. Quý vị, một cái tuổi quá nhỏ đi quản lý không phải là quản lý người lớn nữa mà quản lý trẻ em mới có 14 tuổi đã bắt làm chứng minh nhân dân rồi mà chưa hết. Riêng các đối tượng sau đây tạm thời chưa được cấp chứng minh nhân dân. Thứ nhất, những người đang bị tạm giam, đang thi hành án phạt tù tại trại giam. Tức là những người đang bị phạm cái tội gì đó. Thường thường đa số là tội hình sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng chính những người này là người có cần có căn cước hơn cả.
Tại vì họ có căn cước á, thì mình mới xác định họ là ai và dễ theo dõi để quản lý những cái trường hợp sai phạm như thế này. Mà không cấp căn cước cho mấy ông này nữa thì làm sao mà bây giờ có chuyện gì ra biết mấy ông ở đâu, không biết mấy ông có khai đúng khai thật không. Thí dụ bây ông tìm với bên A bắt ông bảo ông tìm với bên B lấy cái gì chứng minh. Là ông không có căn cước. Và thứ hai là những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác là mất khả năng điều khiển hành vi của mình. Thì những người này cũng rất là cần căn cước, là tại vì chẳng hạn như bây giờ tôi bị bệnh tâm thần đi, tôi không có trí nhớ, tôi đi lạc ngoài đường. Thì có ai mà người tôi có căn cước trong túi phải không ạ? Công an, cảnh sát hay là người đi đường, người khác thấy tôi đi lạc lõng như vậy, người ta mới coi giấy tờ thì ta biết anh là ai để đưa anh đi về nhà có địa chỉ đàng hoàng. Và bây giờ chính những người cần như vậy là không cấp cho người ta rồi làm sao? Một căn cước tuổi là đã lo rồi. Thì anh thấy là nhà nước quản lý chặt chẽ, rất là chặt. Nhưng mà thưa quý vị, về cái biện pháp mà quản lý 14 tuổi thì chúng tôi nghĩ nó cũng có một cái khía cạnh khác là có thêm việc làm. Riêng lại về ngồi không à, cũng phải vẽ việc ra chứ anh. Nhưng 14 tuổi mà bắt làm căn cước và làm chứng minh nhân dân thì quá sớm. Về cái chứng minh nhân dân, về tên tuổi thì chúng tôi nhớ một cái chuyện như thế này. Cái lúc mà sau năm 75 đó, có một số là cũng cán bộ thuộc Mặt trận Giải phóng miền Nam ra, lúc đó cũng còn tạm tạm dùng được, tức là những anh lớn thì đa văn hết rồi, mà lóc cóc len ken thì cũng còn được sử dụng lại. Thì có một anh nọ, anh mới phụ trách một toán là những người bị bắt đi tù cải tạo đó. Anh cứ dẫn đi lao động rồi dẫn về, thì bữa đó anh chạy vô báo cáo thủ trưởng, dạ có đứa nó trốn trại. Thủ trưởng hết hồn, lúc đó rút ra được căng lắm á, tập trung hết lại. Nói, sao mà anh biết là có người trốn trại? Dạ 10 15 thằng mà em điểm danh còn có 14 à, còn mất một thằng. Rồi cái thủ trưởng mới tập trung lại kêu hết là điểm danh coi chứ. Ủa đủ đây chứ sao 14 chứ sao mày nói 15? Dạ thưa thủ trưởng, có cái thằng tên là Hồ Văn Tên này, mà sao em gọi từ hồi chiều giờ mà nó không có trả lời. Cái thằng này nó trốn trại rồi, tên là Hồ Văn Tên kia người dòm đó, thằng ông nội họ và tên. Cái này là họ và tên, trời ơi, cứ tưởng là con cháu bác Hồ đó mà họ Hồ Văn Tên. Dạ nãy giờ em cứ tưởng nó tên Hồ Văn Tên, em kêu từ chiều giờ mà không thấy nó trả lời. Tôi đọc tiếp đi anh. Tôi thấy nó Hồ Văn Tên mà. Thì cũng thông cảm, cán bộ Mặt trận Giải phóng miền Nam mà. Rồi nói về cái chuyện mà Trung Cộng Trung Quốc ấy, thì ông Trung tướng Nguyễn Văn Hiến, ông nói như thế này, hải quân sẽ cố gắng để ngư dân an toàn khi ra khơi. Anh thấy dùng cái chữ rất là ấn tượng không? Tức là sẽ, tức là bây giờ chưa sẽ có. Cố gắng thôi. Không, mà bây giờ đầu tiên là mình xét về thời gian trước là sẽ. Cố gắng. Tức là có thể, chuyện có thể xảy ra vào năm tới, phải không ạ? Ông là tư lệnh Hải quân Việt Nam trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 25 tháng 5. Nên thưa quý vị, báo chí mà đứng bên lề Quốc hội, quý vị biết đứng bên lề nào rồi. Chỉ được đứng bên lề phải chứ không được đứng bên lề trái. Và khi báo chí người ta hỏi thì ông chỉ trả lời vòng vo tam quốc chứ cũng trả đâu vô đâu. Lại ước mong một suy nghĩ. Nhưng mà trong cái hình đó, chụp cái hình có tàu đánh cá thì nói như thế này: theo Trung tướng Nguyễn Văn Hiến, không ngư dân nước nào được chăm lo như ngư dân Việt Nam. Wow, thế đời lịch sử. Bị Trung Cộng nó bắt thì nó lo cho, đánh nó đòi tiền chuộc thì nó cũng chăm lo. Rồi ai lo đâu, thì nó Trung Quốc nó chăm, nó thích khe, nó lo. Chăm lo. Mình không lo. Thưa quý vị, nói một cương vị của một vị tướng nói cái điều này, chúng tôi thấy nó cũng ít nhất cũng phải biết ngượng miệng chứ. Không ngư dân nước nào được chăm lo như ngư dân Việt Nam. Mà trong thời gian qua thì khi mà ngư dân Việt Nam bị bắt, bị đánh đập, đòi tiền chuộc thì nhà nước không giải quyết gì cả, từ người ta phải lo lấy. Và hội người cá cũng phải lên tiếng. Hội nghề cá cũng phải lên tiếng, chứ không hội người cá. Ông ấy nói ghê lắm, mới là hải quân của chúng ta phải hỗ trợ cho ngư dân, rồi hay mà gặp tàu của nước ngoài vô là chúng ta đuổi ra, còn ngư dân của chúng ta thì được tự do an toàn đánh bắt trong vùng biển của ta, lại nói như vậy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất người ta nói như thế này là cố gắng. Ngay cả những người mà đọc báo người ta cũng có ý kiến dưới đó. Không thể nào dùng chữ cố gắng được. Anh phải bảo đảm. Thì đó là cái điều tôi muốn nói đó. Hải quân của Việt Nam là phải bảo đảm để ngư dân an toàn. Không thể nào nói cố gắng được. Thì vừa rồi trong cái câu trả lời của ông mới ba chữ thôi là mình nghe mình đã thấy phát hãi hùng rồi. Thứ nhất là sẽ. Tức là câu chuyện nó bây giờ nó chưa xảy ra và nó chắc chắn là trong quá khứ nó không xảy ra rồi. Sẽ mà. Và thứ hai là cố gắng thôi. Thưa quý vị, cái đó là trách nhiệm của những người cầm quyền mà ta đối xử với dân như vậy đó. Thì... vâng, khi mà người ta hỏi anh Hoàng Tuấn là ngày mai anh đến nhà tôi chơi được không, anh bảo được, để tôi sẽ cố gắng. Có nghĩa là có thể ngày mai anh đến, anh cố gắng anh đến, và có thể anh không được. Nói theo kiểu mà văn chương trong nước là
có khả năng không đến được. Thì quý vị rất tiếc là thì giờ qua khá nhanh và chúng tôi chỉ có nửa tiếng, không tới nửa tiếng nữa. Cho nên chúng tôi thưa xin quý vị thông cảm cho, và chúng tôi chỉ làm được những công việc ở mức độ này thôi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.